mấy người, quỷ mới biết mấy người có quan hệ gì. Anh lại muốn biết hai chúng ta có quan hệ gì đấy. Thiếu chủ, không có chuyện gì nữa, em đi trước đây. Kết hôn sinh con mới thực sự là cuộc sống mà anh mong muốn. Còn em thì sao? Có giống như những người phụ nữ khác không? Kết hôn sinh con, sống cuộc sống bình dị. Không muốn. Em đều có thể. Đẹp là được, dành cho người phụ nữ anh yêu. Bởi vì anh yêu em, sớm biết sẽ đau khổ. Cho dù trong tim đã có bức tường ngăn cách, sẽ đau khổ đến mức không thể thở được. Cho em đó, em muốn dứt đi hay muốn giữ lại thì tùy em. Dù sao anh cũng không cần nữa. Nhìn xem, rất phù hợp với khí chất của em. Mỗi lỗ hổng đều đã được em lấp đầy. Gần đây trở nên phiền phức. Chăm sóc tốt cho bản thân đi. Bây giờ anh không muốn có hứng thú với em nữa. Kể từ nay trở đi, em hãy cố gắng làm tốt bổn phận của mình đi. Duy trì khoảng cách. Đừng quấy rầy anh nữa được không? Anh ghét nhất người phụ nữ phiền phức. Cút đi. Ở môi trường này là thích hợp nhất để yêu thương. Tỉnh anh, em thấy sao? Em đừng yêu. Hãy nói ra cảm nhận thực sự của em đi. Tôi là người biết lắng nghe. Sao lại có vẻ không vui vậy? Tỉnh anh đâu? Tôi là một đại thiếu gia trăng qua, sao có thể chịu chết ở một gốc cây chứ? Sau này cậu ít nhắc tới cô ấy thôi. Nói chuyện cậu đi. Dũng Khiết dạo này sao rồi? Cô ấy vẫn tốt. Tôi thấy anh nên đi thăm cô ấy đi. Cậu đi không phải là được rồi sao? Tôi với cô ấy cũng chẳng còn gì để nói cả. Hơn nữa, người mà nha đầu Vũ Khiết này thích là cậu. U Tinh à, có những lúc sẽ là hồi ức đẹp đẽ. Lỡ rồi thì cũng đừng tìm lại nữa. Hãy trân trọng những gì trước mắt, không phải rất tốt sao? Những thứ Vũ Khiết mang đến cũng không phải một chút. Về điểm này đồng hâm giao, căn bản không bằng một phần dạng Vũ Khiết. Cậu xem Vũ Khiết định giao đức quy cho cậu rồi. U Tinh, tôi nhắc nhở cậu một chút. Vũ Khiết là em gái tôi.
Nếu cậu thực sự muốn tiếp nhận con bé, tôi khuyên cậu thì đừng tư tưởng gì nữa tới Đồng Hâm Giao. Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải lưỡng lự giữa hai người phụ nữ.